anh em đã đến với kênh Máy Móc Việt Nam Thủ Đức nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh em về tất cả các chương trình đang cực kỳ hot bên Deadtone nha. Và bây giờ anh em theo chân em để tìm hiểu nha. Rồi thì hiện tại Deadtone đã về rất là nhiều màu rồi nha quý anh chị ơi. Thì dòng màu đỏ này á, hiện tại thì có pin 3A nè. Dòng màu vàng á, thì nó vẫn trên bên em thì chưa có pin màu vàng nha. Thì đây là cái dòng màu phổ thông của Deadtone từ đó tới rồi thì anh chị cũng biết rồi đó. Rồi thì hiện tại do chương trình Deadtone thay đổi rất là nhiều nên là anh chị phải cố gắng cập nhật nha. Tại vì chương trình của Deadtone rất là hot, nếu như mà anh chị không mua khi mà để hết chương trình thì rất là uổng phí nha. Rồi thì hiện tại chương trình của năm 20 và năm 50 nó khác nhau nhưng mà về mức giá là cùng nhau nha. Anh chị mua thân chỉ với mức giá 1.080.000 thôi. Bình thường ví dụ mà anh chị muốn mua cái dòng năm 50 á thì mình mua một thân thì bên em sẽ đi tặng thêm cho mình một thân nữa. Hoặc là các anh em không thích lấy quà tặng á thì anh chị mua giùm em combo đi, một thân, một pin, 4 led, một sạc á, giá chỉ có là 2.1 triệu thôi. Còn chương trình tặng á, anh chị sẽ được tặng cái gì thì bây giờ em sẽ lấy cho anh chị coi nha. Với dòng 550 á, anh chị được tặng một cây quạt kỳ giá cực kỳ lên tới 1.350.000 nha, sử dụng trong pin phổ thông như thế này đó, và đi kèm cho mình thêm một sạc adapter nữa nên là mình có thể sử dụng điện trực tiếp nha. Quá hời cho anh chị luôn á, thật sự nếu mua một cái thân có 1.080.000 mà quý anh chị được tặng thêm một cây quạt lên tới 1.350.000 quạt lớn nha. Dòng này rất là xịn luôn. Chị thấy ông chương trình cực kỳ hot luôn. Vậy tại sao các anh chị không mua vào thời điểm này đúng không? Mình nên cố gắng là khi mà Deadtone nó ra những cái chương trình hot mà hời như thế này á là các anh chị phải mua liền nha. Đó, và hiện tại bên Máy Móc Việt Nam Thủ Đức vẫn còn hàng cho anh chị để tới test cũng như là kiểm tra máy và xem độ hot của con máy này như thế nào nha. Đến á là một cái dòng khoan KB1385 Pro. Con này là có rất là nhiều tính năng và nhiều công nghệ nha. Đặc biệt á chỉ duy nhất cái con này có thêm tính năng tạo xung thôi. Đây anh chị coi em bấm nha. Đó, anh chị bóp nửa còi giùm em. Và bóp luôn nè. Trong này thì có đầy đủ các tính năng cho các anh em chị mình luôn nha. Đó, có chức năng Eco Turbo tiết kiệm pin nè, chức năng chống lật cổ tay nè, chức năng tạo xung cho mình, rất là nhiều công nghệ đặt vô con này. Đó, anh chị nhìn thấy con máy thiết kế rất là nhỏ gọn, đầu 13 ly, lực xiết 85 niu. Bình thường á con này thì chả có chương trình gì cả nhưng mà hiện tại nó đang có chương trình cực kỳ hot luôn nha. Nguyên combo 3.1 triệu cho các anh chị luôn. Và hiện tại nó đang cũng có rất là nhiều màu như thế này, các anh chị có thể chọn màu màu đỏ, màu vàng, màu xám hoặc là màu xanh truyền thống ha. Đó, thì combo của nó sẽ có một thân, hai pin Even và một sạc đi kèm theo một cái con chim vít như thế này cho các anh chị nha. Đi kèm theo một chim vít CV230 tùy chọn màu cho các anh chị luôn, với combo hiện tại giá là 3.1 triệu cho em. Đó, combo hiện tại giá là 3.1 triệu sẽ như thế này nha. Rồi, anh chị mình đang có cái gọi là thắc mắc hay câu hỏi hay là cần mua thì cứ để lại comment hoặc là nhắn tin cho bên Máy Móc Việt Nam Thủ Đức đều được nha. Tiếp theo thì dòng này sẽ là M21 ID13120CB được nâng cấp lên bởi dòng ID13120 Plus nha. Đầu này là đầu chắc cốt nè. Đó, đầu chắc cốt này cực kỳ chắc chắn, mắc hơn cái dòng kia là 350.000 nhưng mà Deadtone vẫn giữ nguyên giá cho anh em là 1.720.000 nha. Thay vì nó tăng giá lên á thì Deadtone nó không tăng giá, nó vẫn để nguyên giá như thế này. Và một con máy này là có đầy đủ tính năng cho mình luôn, chỉ là không có chức năng tạo xung như con 85 niu thôi. Đó, chức năng Eco Turbo nè, bật tắt đèn sáng liên tục trong 20 phút, tính năng AT cấp bách control nè. Và con này á phù hợp cho những anh mà chuyên rút lõi nhiều nha. Những anh ở bên điện lạnh rút lõi nhiều, các quý anh chị á đầu tư con này ngay cho em. Dòng này hiện tại đang được mệnh danh là lực xiết cao nhất đây, 120 GCB cao nhất trong tất cả các dòng khoan tay cầm tay pin hiện tại luôn nha. Đó, anh chị nhìn một con máy đi, rất là xịn sò, rút lõi cứ đập vào con này đầu tư cho em. Và hiện tại nó đi kèm cho các anh chị là một cái vali nhìn rất là xịn sò, có thể bỏ pin bỏ sạc nha. Thì anh chị có thể mua thân không hoặc là có thể mua combo một thân thêm hai cục pin tầm triệu hơn gì đó, 4A, 5A, 6A, 7.5 gì đó mình đầu tư thêm đó nha. Một thân, hai pin, một sạc đều có gọi là cái chương trình tặng cục sạc cho mình hết, là mình xem thử là nhu cầu của mình như thế nào nha. Đó, anh chị coi đi nha, nhớ là nhanh tay lấy con này giùm em, do em nghe Deadtone nói là sau này nó sẽ không về cái dòng như thế này nữa, nên là anh chị nếu mà thấy ok thì chốt đơn ngay dòng này cho em. Hiện tại Máy Móc Việt Nam Thủ Đức vẫn còn, anh chị có thể ghé tới test cũng như là trải nghiệm cái dòng sản phẩm này xem như thế nào nha. Hiện tại thì dòng này sẽ là dòng 590 Plus nha, dòng phiên bản limited, nói chung là phiên bản giới hạn cho các anh cô chú anh chị mình đó. Thì dòng 520 Plus này với dòng 590 này các anh chị xem nè, thiết kế nó cũng khá là như nhau nha. Nhưng mà chương trình hiện tại của 550 thì nãy đã nói cho các anh chị rồi, một thân là tặng cho mình một pin luôn, với mức giá là 1.080.000 bằng con 550. Nhưng mà đối với dòng 590 Plus này thì lại không có chương trình đó.
và nó chỉ có một cái chương trình duy nhất, tức là một thân hai pin màu xám như thế này, và một cái vali và một sạc xám. Nói chung nguyên combo của nó sẽ là màu xám luôn dùm em, và là phiên bản giới hạn với mức giá hiện tại là 2.990.000 nha. Có rất là nhiều anh em hỏi là tại sao mình không bán thân không, và thấy nhiều cửa hàng bán thân không, thì cái đó thì em không biết nha, do hiện tại công ty em cũng như là cửa hàng em đang chỉ có mức giá là combo thôi. Xem một con máy rất là xịn sò và thiết kế nhìn rất là đẹp nha, với một màu xám nhìn sang trọng và đẹp mắt như thế này nè. Các anh chị thấy sao về cái chương trình cực kỳ hời, cực kỳ hot như thế này, và nguyên một dòng hệ sinh thái màu nhìn rất là đẹp và sang trọng cho các anh chị mình luôn. Vậy tại sao mình không chốt đơn liền để đến khi mà nó hết chương trình, đúng không? Rồi, nếu như mà anh chị đang có nhu cầu về một trong những dòng máy nào ở trong đây thì có thể để lại cho em comment, hoặc là liên hệ số hotline, hoặc là mình có thể đến ngay tại 753 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để trải nghiệm ngay tất cả các dòng sản phẩm bên em nha. Hoặc bên em còn hai chi nhánh nữa là ở Bình Tân và quận 12, mình có thể ghé qua đó nếu như gần ở đó để trải nghiệm các dòng sản phẩm đang có chương trình cực kỳ hot với mức giá cực kỳ ưu đãi. Và bên em hiện tại đang có hỗ trợ trả góp cho các anh em mình luôn nha. Thủ tục cực kỳ nhanh chóng, nhận máy liền tay. Chỉ cần đơn trên 2 triệu thôi là bên em đã hỗ trợ trả góp cho mình rồi nha.